Xin chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng cái súng tiêm và cái tinh chất nano SQ. Thì mình giới thiệu sơ qua về máy nha. Máy sẽ có một cái đầu súng tiêm bắn tinh chất như thế này. Trong máy sẽ tặng kèm hai xi lanh, một đầu nano và một cái ống dây dẫn. Thì đầu tiên mình sẽ bơm tinh chất đầy cái ống xi lanh này. Tinh chất của mình là 30 ml, tương ứng với 33 cc. Và ở đây là cái đầu kim nano mình sẽ gắn vào trước ở bên trong máy. Rồi sau khi gắn vào trong máy thì mình sẽ gắn cái ống dây dẫn vào cái ống xi lanh nha các bạn. Và ống xi lanh này mình sẽ đặt trên thân máy như thế này. Thì ở dưới này mình sẽ có một cái thanh trượt để mình điều chỉnh vừa khớp với cái xi lanh này nha. Trên này sẽ tương ứng với cái nút up hoặc down. Up là mình sẽ đẩy cái thanh trượt này đi lên để vừa khớp với cái xi lanh. Đồng thời lúc mà mình tiêm tinh chất mình sẽ cũng đẩy cái nút up hoặc down này để mà tinh chất nó được bơm ra. Tiếp theo mình sẽ ấn cái nút nhấn giữ nút switch này. Thì lúc này máy nó sẽ khởi động. Ở trên nút switch này có 5 tốc độ nha. Mỗi tốc độ tương ứng với một màu. Mình càng bấm thì cái tốc độ này di chuyển nó càng nhanh. Ở đây mình sẽ chọn cái mức độ trung bình là số 3. Và khi mình bắn tinh chất thì ở đầu này sẽ có cái tia laser để mình chiếu lên cái vùng mà mình cần bắn. Thì các bạn bắn thì tương ứng là các bạn nhấn cái nút cúc này để đồng thời điều chỉnh cái bức kim ở phía ở trên đầu này. Nó sẽ có cái mức kim từ 0.25 đến 2 mm, tùy theo cái liệu trình điều trị của khách để mình lựa chọn cái mức kim cho phù hợp. Khi mình bấm thì mình nhấn cái nút bút này, đồng thời cái tinh chất ở trong cái xi lanh này nó sẽ dẫn ra và cái đầu kim này nó sẽ ấn sâu vô cái vùng da của khách. Rồi. Tiếp tục ở những cái vùng da khác. Khi tắt ra các bạn chỉ cần nhấn giữ trong vòng 3 giây thì máy sẽ tắt nha. Với cái máy súng tiêm và cây tinh chất SQ này thì sử dụng cái công nghệ cao giúp đưa dưỡng chất vào sâu bên trong da. Đồng thời là mình sẽ đưa filler HA tế bào gốc và collagen giúp làm căng bóng da và giảm nếp nhăn. Thì sử dụng cái súng full nano này thì sẽ dùng cái công nghệ tiêm dẫn cái tinh chất vào sâu bên trong da. Mình có thể sử dụng cái đầu kim 5D, kim 9 hoặc là 12 hoặc 36 phù hợp theo từng liệu trình điều trị. Sau đây mình xin kết thúc cái bài hướng dẫn về cách sử dụng kim và sử dụng súng nano. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.